Chào quý vị, tôi là Biên, chủ tòa soạn Đài Tiếng Nói Tây Pháp NK Mèo Đô La. Và đây là chương trình Khẩu Nghiệp số thứ nhất. Thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin phản hồi về những kẻ không làm mà vẫn muốn có ăn, những con sâu mọt của xã hội, đánh cắp content và video của người khác rồi nhận vơ là của mình, trong khi người khác có ghi rõ là cẩm rì up. Tôi nghĩ những người này có khả năng về vấn đề đọc và hiểu, và cũng có thể là họ không hiểu tiếng người. Vì con người sẽ không ai như cái lỗ tai cây vậy, mà lì như trâu như bò, bị nhắc nhở còn xóa comment người ta rồi phát ngôn rất chi là láo lờ. Và trên đây là một số bằng chứng mà chúng tôi đã thu thập được. Sau đây tôi sẽ phỏng vấn cảm nghĩ của một số thành viên của NK Team. Đầu tiên, CEO, không biết cần cảm thấy như thế nào về trường hợp này? Cảm nhận của em về vấn đề này sao? Nói như là ta tích của dân đi mãi mất. Ok, cảm ơn Cưng đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Không biết Sarah, ra em cảm thấy như thế nào về sự việc lần này? Em nghĩ bất kỳ ai cũng từng phải ít nhất một lần mất sai lầm và nên được Chúa tha thứ. Còn việc đưa bọn này lên gặp được Chúa thì... nè, bình tĩnh lại nào. Đạo tàn bộ tôi nó. Ok, cảm ơn Cưng đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ về sự việc lần này được không đi Nam? Em nghĩ bọn họ đang làm được lạc lối mà thôi. Chúng ta hãy thức tỉnh họ bằng cách. Dân, thưa các bạn, đó là tất cả những lời chia sẻ thân thương của NK Team gửi đến tụi mất dạy Re-up. Và tôi cũng có đôi lời muốn gửi tới tụi nó. Tao chù cho chúng mày đẻ con rắm có đủ đích đi xem bờ bích bị ông già thọc đích.